Chào các bạn! Trong tiểu thuyết Mật mã Da Vinci, nhà văn Dan Brown đã giải mã bức tranh Bữa tối cuối cùng của nhà bác học nổi tiếng người Ý Leonardo Da Vinci một cách cực kỳ sinh động và thuyết phục. Nhưng bạn nghĩ sao khi chúng tôi nói rằng đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, là chuyện huyễn hoặc mà thôi? Hãy cùng tìm hiểu trong tập hôm nay của Hành trình bí ẩn. Mật mã trong bữa tối cuối cùng có thật không? Leonardo da Vinci đã phải mất khoảng 7 năm để hoàn thành kiệt tác Bữa tối cuối cùng của Jesus và 12 vị tông đồ. Theo Kinh Thánh, Judas, một trong số các môn đồ của Chúa Jesus, đã tố giác người thầy của mình với nhà cầm quyền La Mã để đổi lấy 30 thỏi bạc. Ở bữa ăn tối cuối cùng, Chúa đã nói với các tông đồ của mình, "Trong các con, có người sẽ phản bội ta." Da Vinci đã chọn đúng khoảnh khắc này để khắc họa 13 người trong tranh. Cách vẽ của ông thể hiện được trình độ cao siêu về thấu thị và xa gần. Các vật thể trong tranh nhìn như hình ảnh 3D, nhấn mạnh nhân vật chính của bữa tiệc là Chúa Giê-xu. Tiểu thuyết Mật mã Da Vinci cho rằng, người ngồi phía bên tay phải của Chúa Giê-xu với khuôn mặt thanh tú và mái tóc dài là Maria Magdalena, một tín đồ của Chúa. Dan Brown giải thích rằng do tư thế của Maria và Chúa Giê-xu tạo thành một chữ M và chữ V. Chữ M là chữ cái đầu tiên của tên Maria và chữ V biểu thị một cái chén hoặc là tử cung của nữ giới. Tức là Maria chính là chén thánh, là báu vật của Giê-xu. Đồng thời, nếu lật ngược bức tranh lại và chồng bức tranh gốc lên bức tranh lật ngược, chúng ta sẽ có hình ảnh Chúa Giê-xu và Maria đang cầm tay nhau. Đầu của Maria tựa vào vai Chúa Giê-xu, trông giống một đôi nam nữ. Do đó, Dan Brown đã kết luận rằng Giê-xu có một người vợ, chính là Maria Magdalena, và là hiện thân của chén thánh. Tuy nhiều người cảm thấy rất thuyết phục về giả thuyết này, nhưng đây không phải là sự thật. Nhân vật trong bức tranh chính là Thánh John, chứ không phải Maria Magdalena. Ít ai nhận ra rằng trước Leonardo da Vinci thì đã có hàng trăm bức vẽ về bữa tối cuối cùng, minh họa Chúa Giê-xu cùng 12 tông đồ. Do Maria Magdalena không nằm trong số 12 tông đồ này, nên nhân vật này không thể xuất hiện ở đây. Thời đó, khi vẽ về Chúa và 12 tông đồ trong điển tích bữa tối cuối cùng, các họa sĩ buộc phải tuân thủ rất khắt khe về vị trí ngồi, tư thế và đặc điểm riêng của các vị thánh, để các tín đồ có thể dễ dàng nhận ra ai là ai. Trong những bức tranh của các họa sĩ vẽ về đề tài này đều sử dụng bố cục như nhau và các nhân vật luôn có đặc điểm. Thánh Peter trên tay cầm dao, Judas nắm chặt túi tiền và Thánh John thường nhìn rất giống nữ. Vào thời bấy giờ, để thể hiện nam thanh niên trẻ và tuấn tú, các họa sĩ thường hay vẽ họ có đôi nét giống người nữ. Đó là thủ pháp của thời này. Vì Thánh John là người trẻ tuổi nhất, nên các họa sĩ khác đều vẽ Thánh John trông giống một cô gái, chứ không phải chỉ có Da Vinci. Ngoài ra, Thánh John thường hay được vẽ có tư thế hay nằm ngả ra bàn, tựa mình vào Chúa Giê-xu. Ví dụ như bức tranh này từ năm 1220. Hoặc bức tranh này vẽ năm 1480, trước tranh của Da Vinci 10 năm. Chỉ khác là trong tranh của Da Vinci, Thánh John không tựa vào Chúa Giê-xu mà tựa vào Thánh Peter. Dĩ nhiên, khi lật tranh lại thì ta sẽ thấy Thánh John tựa người vào Chúa Giê-xu, nhưng đây lại là một tư thế thường gặp chứ không phải là mật mã nào cả. Ngoài ra, Dan Brown còn lập luận rằng Maria Magdalena và Chúa Giê-xu ngồi cùng nhau tạo thành hình chữ M và chữ V. Nếu bạn nhìn kỹ bất kỳ bức tranh nào thời Phục Hưng thì đều sẽ tìm ra chỗ này chữ P, chỗ này chữ V, vân vân. Nên căn cứ vào đây để lập luận thì cũng giống như dùng óc tưởng tượng đoán mò sẽ chẳng đi đến đâu cả. Đây là một lập luận võ đoán và thiếu thuyết phục nhất. Vì cả hai lý do trên nên Mật mã Da Vinci mặc dù là một cuốn tiểu thuyết ly kỳ nhưng vẫn chỉ là viễn tưởng mà thôi. Tuy nhiên, năm 2007, một nhạc sĩ người Ý có vẻ đã khám phá ra mật mã Da Vinci thật sự.
Như đã nói, bức tranh của Da Vinci miêu tả sự kinh ngạc của mọi người ngay sau khi Chúa Giê-xu tuyên bố có người muốn phản bội mình. Những tông đồ của Chúa có 12 người ngồi thành 4 nhóm. Nhóm 1 là nhóm tỏ vẻ sợ hãi, gồm có Bartholomew, James nhỏ và Andrew. Ba người này ở bên trái, ngoài cùng của bức tranh, tất cả bọn họ đều tỏ vẻ kinh sợ. Nhóm 2 là nhóm gây nhiều tranh cãi nhất, gồm Judas, Peter, John. Judas đang giữ túi tiền, khuôn mặt lấp sau bóng râm, tay hắn cùng lúc với tới chiếc bánh mì giống như bàn tay của Chúa Giê-xu. Nhóm 3, nhóm nghi ngờ, gồm có Thomas, James lớn và Philip. Thomas đang chỉ lên trời, như thể hỏi Chúa Giê-xu về những manh mối về kẻ phản bội. James lớn sững sờ trước lời của Chúa Giê-xu. Philip thì tự chỉ vào bản thân như hỏi, đó có phải con không? Và nhóm thứ tư là nhóm ba người ở cuối dãy bàn, gồm có Matthew, Thaddeus và Simon. Nhóm ba người này như đang tranh luận xem ai là kẻ mà Chúa Giê-xu đang nói tới. Giovanni Maria Pala, một nhạc sĩ người Ý đã nhận ra rằng các nhóm người ngồi trong tranh gồm 4 nhóm, mỗi nhóm 3 người, rất giống với khúc nhạc nhịp 3-4. Anh còn nhận ra rằng sắp xếp các nốt nhạc theo vị trí của những chiếc bánh mì trên bàn và đôi tay của 13 nhân vật trong tranh sẽ có thể tạo ra một đoạn nhạc. Điều thú vị là đoạn nhạc này phải đọc từ phải qua trái, giống với cách viết chữ ngược của Leonardo da Vinci. Còn nếu chúng ta đọc theo cách thông thường, sẽ không thể tạo ra được âm thanh có ý nghĩa. Thật là một giai điệu buồn bã. Chỉ cần nghe qua, bạn sẽ biết rằng đây là một bản nhạc cầu siêu dành cho sự hy sinh cao cả của Chúa Giê-xu. Nhạc sĩ người Ý này cho biết, bản nhạc nghe hay nhất khi được chơi bằng đàn ống, loại nhạc cụ phổ biến trong các dàn nhạc nhà thờ vào thời của Da Vinci. Đây có lẽ chính là mật mã của Da Vinci trong bức tranh. Bên cạnh đó, bức tranh này còn chứa đựng một điều thú vị, kỳ lạ, khác hẳn với tất cả những bức tranh bữa tối cuối cùng trước. Bức tranh này lược bỏ vầng hào quang chiếu sáng trên đầu Chúa Giê-xu và các tông đồ. Nhìn qua thì cả 13 người trong tranh đều giống như người thường. Các tín đồ thời đó cảm thấy kỳ lạ khi thấy Chúa Giê-xu không có hào quang và đã chỉ trích bức tranh này. Chỉ khi chúng ta nhìn thật kỹ thì mới thấy sự thanh thản, bình tĩnh phi thường và lòng từ ái trên khuôn mặt của Chúa Giê-xu. Nói đến đây, chúng ta cũng không thể nào quên được bức họa đắt nhất thế giới. Đấng cứu thế của ông cũng vẽ Chúa Giê-xu không có vòng hào quang trên đầu. Bức tranh Đấng cứu thế là bức tranh đắt nhất thế giới. Một hoàng tử Ả Rập Xê Út đã mua bức tranh với giá tiền khổng lồ là 450 triệu đô. Vốn lẽ các tác phẩm của Da Vinci được bao quanh bởi một màn sương huyền bí kích thích trí tò mò của mọi người, nên chúng ta hãy cùng giải mã tác phẩm Đấng cứu thế này. Đấng cứu thế có mật mã gì? Điều khiến người ta chú ý đó là quả cầu pha lê. Trên thực tế, hình ảnh khi nhìn qua một quả cầu pha lê sẽ bị méo. Nhưng ở đây, bàn tay của Giê-xu trông vẫn rất bình thường. Da Vinci vốn hiểu biết rất rõ về thấu kính và ánh sáng, nên dường như đây là một sai lầm rất kỳ lạ. Trên quả cầu còn có 3 điểm sáng, và người ta cho rằng 3 điểm sáng này tương đương với đai lưng của chòm sao Orion hay Lạp Hộ, tức là thợ săn. Nhưng thực tế, 3 điểm này không trùng khớp tí nào. Một số ý kiến cho rằng đây không phải là đai lưng mà là hai vai của thợ săn. Nhưng 3 điểm này cũng trùng khớp với các chòm sao khác. Tại sao cứ phải là Orion? Có quá ít thông tin để khẳng định rằng bức tranh này có mật mã gì. Chú ý hơn một chút, bức tranh có bố cục ở giữa là chân dung Giê-xu với hai bàn tay đưa ra hai bên. Kỳ lạ là hai bàn tay được vẽ rất sắc nét,
nhưng chân dung thì lại được vẽ mờ mờ. Ở đây, Da Vinci đã khéo léo tận dụng ảo giác để tạo hiệu ứng 3D. Người ta sẽ cảm thấy bàn tay Jesus gần hơn và khuôn mặt ở xa hơn. Da Vinci ưa thích khắc họa hình ảnh bằng những đường nét mờ ảo, do đó các bức tranh của ông thường xuyên gây ảo giác đối với người xem. Tiêu biểu nhất chính là nàng Mona Lisa với nụ cười bí ẩn trên môi. Ảo giác của nụ cười Mona Lisa làm cả thế giới nghiêng ngả. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết, ban đầu chẳng ai quan tâm đến Mona Lisa mỉm cười ra sao. Khi Da Vinci bán bức họa cho vua Pháp Francis đệ nhất, đây vẫn chỉ là một bức họa chân dung rất bình thường, không quá đặc biệt. Vậy, điều gì đã khiến cho bức tranh nổi tiếng như vậy? Lý do không phải là do bức tranh quá đặc biệt hay là thủ pháp nghệ thuật gì, mà là một điều khác. Tại sao Mona Lisa nổi tiếng đến vậy? Xét về kích cỡ, đây chỉ là một tác phẩm có quy mô nhỏ. Bức tranh rất bé, chỉ dài có 77cm x 53cm, bé hơn nhiều so với các tác phẩm nghệ thuật khác. Sau khi được vẽ xong vào năm 1517, Mona Lisa được vua Pháp Francis đệ nhất mua lại rồi đem treo trong cung điện. Tuy Mona Lisa được coi là một bức tranh rất đẹp trong bộ sưu tập hoàng cung, nhưng so với kho báu của các vị vua Pháp xa hoa và giàu có thì vẫn không là gì. Trong suốt 300 năm, nó được coi là một bức tranh bình thường và không có gì đáng chú ý. Cho đến những năm 1800, khi hoàng đế Napoleon lên ngôi, ông đã đặc biệt thích Mona Lisa và yêu cầu đem nó treo ở phòng ngủ của mình. Người ta đã bắt đầu chú ý đến nó từ khi ấy. Sau khi Napoleon bị đày ải năm 1814, nó được đem về bảo tàng Louvre. Cũng vào thế kỷ 19, mọi người dần dần chú ý đến Leonardo da Vinci và những bản thiết kế phát minh như máy bay, xe tăng của ông, vân vân. Nhờ thế mà Mona Lisa bắt đầu được nhắc đến. Tuy nhiên, nó vẫn không nổi tiếng. Bức tranh chỉ trở nên nổi tiếng vào ngày 21 tháng 8 năm 1911. Khi đó, một sự kiện xảy ra khiến giới chức bảo tàng Louvre sững sờ như bị sét đánh. Nó đột ngột biến mất, không một dấu vết. Khi tin tức được lan truyền, mọi kênh thông tin như vỡ òa, người người chen chúc đến Louvre để nhìn khoảng tường trống không nơi bức tranh biến mất. Giám đốc hội họa của bảo tàng xin từ chức, nhiều thuyết âm mưu cho rằng đây là một vụ scandal để Louvre tự PR bản thân. Pablo Picasso, họa sĩ theo trường phái trừu tượng, bị cảnh sát tình nghi và bắt giữ, nhưng không phải thủ phạm. Thủ phạm thật sự đã đánh cắp bức tranh là Vincenzo Perugia, một người Ý di cư đến Pháp, là thợ đóng tranh cho bảo tàng Louvre. Với thân phận này, ông ta đã dễ dàng hạ bức tranh xuống và giấu bức tranh trong người ra về mà không bị ai để ý. Trong mắt ông ta, một tác phẩm của người Ý phải thuộc về nước Ý. Hai năm sau đó, Vincenzo tìm cách bán bức tranh nhưng bị bại lộ và bị bắt. Mona Lisa một lần nữa lại được đưa về Pháp. Nước Pháp ăn mừng và kể từ đó, Mona Lisa trở thành một minh tinh trong giới nghệ thuật. Vậy, phải chăng lý do về Mona Lisa nổi tiếng chỉ vì một vụ scandal? Điều đó cũng khá hợp lý. Người Việt thường có câu, con cá mất mới là con cá to. Và câu này đặc biệt đúng với người Pháp trong trường hợp này. Mật mã Da Vinci trong Mona Lisa. Do nhận được quá nhiều sự quan tâm, nên Mona Lisa cũng là đối tượng của hàng loạt thuyết âm mưu. Ví dụ, có người nhìn thấy hình ảnh của động vật, có người còn cho rằng Da Vinci đã lén vẽ khuôn mặt của một người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng ghép ảnh ở mọi góc độ, thì thể nào cũng có một vài khuôn mặt méo mó hiện ra. Do đó, cách lập luận này khá khiên cưỡng. Vậy phải chăng Mona Lisa chỉ là một bức tranh bình thường, không có mật mã nào trong này? Cũng không phải. Năm 2004, công ty nghệ thuật ánh sáng ở Paris vốn là một công ty chuyên chiếu chụp các tác phẩm nghệ thuật và chuyển thể chúng ra dạng kỹ thuật số đã scan bức tranh Mona Lisa. Họ phát hiện rằng trong bức tranh có ẩn chứa nhiều ký tự kỳ lạ. Có một con số 72 bên vai trái của chân dung.
Trong mắt phải của Mona Lisa có một chữ L rất rõ và có thể còn có thêm chữ V. Trong mắt trái có một chữ S hoặc có thể còn chứa thêm chữ B, C hoặc E. Chữ L và V ở mắt phải có thể được lý giải là tên đầu của Leonardo da Vinci. Nhưng chữ S khi ghép với chữ L có ý nghĩa gì? Da Vinci là một người ưa sử dụng các biểu tượng hình học để gửi gắm thông điệp của mình. Bức tranh Mona Lisa cũng không ngoại lệ. Sử dụng cách đảo chữ, cái tên Mona Lisa có thể xếp thành chữ Mon Salai, cũng có nghĩa là Salai của tôi trong tiếng Pháp. Salai là tên gọi của Andrea Salai, một học trò của Da Vinci. Salai cũng từng làm mẫu cho một số bức tranh khác của Da Vinci như John the Baptist, Thánh John Tẩy Giả, người đã làm lễ tẩy rửa tội cho Chúa Giê-xu. So sánh cấu trúc khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười, chúng ta thấy hóa ra bức tranh John Tẩy Giả và Mona Lisa có một khuôn mặt khá giống nhau và rất có thể là Salai đã từng ngồi làm mẫu cho thầy của mình vẽ. Xem ra, Da Vinci có một mối liên hệ sâu sắc với người học trò này. Chữ S và chữ L bên mắt trái và phải cũng có thể viết tắt cho Salai. Phải chăng Salai của tôi chính là lời nói đầy trìu mến của Da Vinci dành cho học trò của mình? Đây phải chăng là mật mã của Da Vinci trong Mona Lisa? Da Vinci và tuyệt tác của thần. Leonardo da Vinci được biết đến như một họa sĩ, nhà điêu khắc, kỹ sư, nhà phát minh và nhà triết học, vân vân. Ông được coi là thiên tài toàn năng nhất lịch sử nhân loại. Mọi người thường coi ông là một họa sĩ thiên tài, nhưng ít người biết rằng Leonardo không tự coi mình là một họa sĩ. Trong một lá thư gửi đến công tước Ludovico xứ Milan, để tự giới thiệu, ông nói điểm mạnh của mình là thiết kế cầu cống, công trình quân sự, máy móc công thành, rồi cuối cùng mới nói mình có thể vẽ. Da Vinci có nhiều bản vẽ tay và vẽ nháp, nhưng tranh của ông chỉ có khoảng hơn 15 bức, khác với số lượng hàng trăm bức tranh của các danh họa như Michelangelo và Raphael. Ông vẽ rất ít tranh và vẽ trong một thời gian rất dài. Bức Mona Lisa đã được vẽ trong khoảng từ năm 1503 đến năm 1517, tức là khoảng 14 năm, rất là lâu. Da Vinci có lòng yêu thích đặc biệt với cơ thể con người. Tại sao lại thế? Khác với quan niệm hiện nay rằng con người nhìn giống loài khỉ, thời xưa người ta tin rằng Chúa đã phỏng theo ngoại hình cơ thể của chính mình để tạo ra một giống sinh vật nhìn y hệt Chúa. Do đó, người ta hay nói cơ thể người là tuyệt tác của thần, có ngoại hình giống các vị thần, khác xa những loài động vật khác. Do đó, trong các tác phẩm Tây Phương, khi vẽ hoặc tạc tượng cơ thể người đều có yêu cầu nghiêm khắc về tỷ lệ và hình dạng cơ thể. Nếu không đạt được điểm đó, thì tác phẩm đó là non nớt. Da Vinci còn là một nhà phát minh. Các phát minh của ông cũng là tiền đề cho rất nhiều loại thiết bị hiện đại như xe tăng, máy bay, thiết bị lặn và súng máy. Trí tưởng tượng và óc sáng tạo của ông quả thực đã đi trước nhân loại hàng thế kỷ. Vẫn còn đó rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật siêu việt nhân loại ẩn chứa những mật mã hay thông điệp cho hậu thế. Hãy để lại bình luận cho Hành Trình Bí Ẩn về chủ đề bạn muốn tìm hiểu nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo.